mụn luôn mang lại phiền toái cho rất nhiều người về mặt thẩm mỹ. Đặc biệt đối với mụn viêm, mụn trứng cá nếu không chữa trị kịp thời sẽ để lại nhiều hậu quả như thâm do mụn và các sẹo lõm trên da, làm giảm tính thẩm mỹ và gây mất tự tin khi giao tiếp cũng như trong công việc. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều dòng sản phẩm điều trị mụn, nhưng nổi bật là hai sản phẩm kem trị mụn Cleansit MS và Cleansit C là hai loại thuốc đặc trị mụn hiệu quả hiện được các bác sĩ da liễu khuyên dùng. Vậy Cleansit MS và Cleansit C có gì khác nhau? Cùng shop mình tìm hiểu và so sánh chi tiết hai dòng sản phẩm trị mụn này trong bài viết bên dưới nhé. Bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Cleansit MS và Cleansit C là bộ đôi sản phẩm trị mụn nổi tiếng đến từ công ty mỹ phẩm hàng đầu Ấn Độ đã hoạt động từ năm 1977. Về thiết kế, Cleansit C và Cleansit MS đều là gel trị mụn bôi ngoài da được đóng gói dưới dạng tuyết 15 giờ, nhỏ gọn, tiện lợi, dễ dàng mang theo và cất giữ. Với Cleansit MS, màu chủ đạo của bao bì là màu trắng, còn Cleansit C thì màu chủ đạo là màu vàng. Nói đến thành phần thì cả hai loại kem trị mụn đều có thành phần Adapalene, là một chất của rễ tinon có công dụng hiệu quả trong điều trị mụn viêm, mụn trứng cá và mụn ẩn. Nhưng kem trị mụn Cleansit MS có thành phần chính là hoạt chất Adapalene, một hợp chất dạng rễ tinon có hoạt tính kháng viêm, dạng vi cầu với hàm lượng 0,1%. Còn với Cleansit C thì thành phần chính là Adapalene và kháng sinh Clindamycin phosphate, có khả năng ức chế tổng hợp protein của vi khuẩn mụn, là kháng sinh phổ biến nhất trong điều trị mụn trứng cá. Vì thế Cleansit C được khuyến cáo chỉ dùng cho những nốt mụn sưng, viêm to hay tình trạng mụn nặng khắp mặt. Nên sử dụng đúng cách, nếu không sẽ bị kháng thuốc, sau này sẽ không sử dụng được nữa. Cả hai tiếp trị mụn Cleansit đều có công dụng điều trị mụn trứng cá bởi thành phần Adapalene. Nhưng do Cleansit C còn có thêm kháng sinh Clindamycin mang lại tác dụng dược học nên tăng cường hiệu lực trị mụn mạnh hơn. Và bạn có thể dùng sản phẩm trong việc điều trị mụn kèm theo tình trạng viêm nữa nhé. Nói tóm lại, tùy theo tình trạng da hiện tại mà bạn nên cân nhắc lựa chọn sản phẩm trị mụn hiệu quả và phù hợp cho da mình nhé. Kem trị mụn Cleansit hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem trị mụn Cleansit hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.